can nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật tự do. Vụ án hình sự số 06 ngày 12 tháng 4 năm 2024, trú xóm Tiền Phong, xã Hương Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tại căn cứ các điều 41, 165, 177 Việt Nam trái phép quy định tại cứ quyết định điều 1 phê chuẩn quyết định. Đấy, tôi qua là đã rất nhiều lần làm việc, tôi qua điều tra là đấy. Mình phải nhận thức bản thân mình.